Rồi, xin chào bạn con. Thầy có nhận được một câu hỏi của các bạn liên quan đến cái phần toán lớp 10, đó là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhá. Đề bài là nhà ông Giang làm đậu phụ có hai loại, loại 1 và loại 2, loại to và loại nhỏ. Thời gian làm đậu to thì gấp rưỡi đậu nhỏ nhá. Thời gian làm ra một cái đậu to thì gấp rưỡi đậu nhỏ. Đấy là ý chính mà chúng ta phải gạch chân vào cho nó nhớ. Rồi, nếu mà chỉ làm loại 2, chỉ làm loại 2 thì 1 giờ làm ra được 30 cái. Ok chưa? 1 giờ làm 30 cái. Biết rằng một ngày làm không quá 7 giờ. Không quá 7 giờ. Và tối đa là 100 cái loại 1. 120 cái loại 2. Đó. Tiền lãi loại 1 là 2.500. Và tiền lãi một cái đậu loại 2 là 2.000. 2.000 đồng một cái. Tính xem cần làm bao nhiêu cái loại 1 và bao nhiêu cái loại 2. Thỏa mãn tất cả các điều kiện này để số tiền mỗi ngày lãi là nhiều nhất. Đây là một bài toán rất thực tế. Tất nhiên là người ta đã mô hình hóa nó thành bài tập để chúng ta làm. Nhưng trong đời sống này chúng ta cũng phải tính toán như vậy. Nếu như mà mình cứ làm toàn cái loại 1 thôi, mình bán thì có khi lại không được lãi nhiều đâu. Bởi vì người ta không thích mua cái loại to mà sẽ lại bị ế chẳng hạn. Có một số gia đình người ta lại thích mua cái nhỏ. Thế nhưng mà làm toàn cái nhỏ thôi thì lại dở. Mà lãi cái nhỏ nó lại được ít đây này. Đấy, vấn đề là tiền lãi của mỗi cái nó khác nhau. Vậy mình sẽ phải làm số lượng cái to cái nhỏ bao nhiêu để đưa ra cái lãi suất là tối ưu, tức là lãi suất là nhiều nhất nhá. Thì dạng bài này nó không khó đâu. Chúng ta đã học về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn rồi thì bây giờ mình sẽ gọi hai ẩn ra, sau đó mình lập hệ rồi mình giải cái hệ đó. Được không nào? Thì đây, thầy sẽ bắt đầu từ chỗ này nhá, không rườm rà về cái phần lý thuyết nữa mà đi vào thực hành luôn. Gọi số đậu loại 1 cần làm là x thuộc vào n. Được chưa? Số đậu loại 2 cần làm là y cũng thuộc vào n nhá. Rồi tiếp tục này. Thời gian làm ra đậu to thì gấp đôi loại, gấp rưỡi loại nhỏ. Đây này, 1 giờ thì 30 cái đậu gì đây? 30 cái đậu nhỏ. Thì lập luận vào đây, vì 1 giờ làm 30 cái đậu nhỏ. 1 giờ thì bằng 60 phút đúng không? Vậy suy ra làm một đậu nhỏ mất 1 phần 30 giờ. Mà đề bài lại cho là gấp rưỡi. Vậy chúng ta cũng làm tóc lương một tí đi. Làm một đậu to. Làm một đậu to mất gấp rưỡi tức là gì? Tức là 1 phần 30 mà đem nhân với 1,5. Gấp rưỡi. Vậy nó sẽ ra là 1 phần 20 giờ. Đấy là làm một cái đậu to. Được chưa nào? Thế bây giờ mình làm x cái đậu đậu to và y cái đậu nhỏ thì suy ra thời gian làm x đậu to cộng với y đậu nhỏ là 2 chấm x đậu to y đậu nhỏ sẽ là gì? X nhân với 1 phần 20 cộng y nhân 1 phần 30 đơn vị là giờ. Đấy là nói về thời gian. Rồi tiếp tục. Bán tối đa 100 cái loại 1 và 100 cái loại 2. Thế thì theo đề bài chúng ta có cái gì? Chúng ta có x thì nhỏ hơn hoặc bằng 100. Y thì nhỏ hơn hoặc bằng 120. Tối đa là 120 cái đậu nhỏ mà, 100 cái đậu to. Rồi lại còn không quá 7 giờ nữa, cái thời gian làm việc một ngày. Đây rồi, thời gian làm việc đây rồi, không quá 7 giờ. Vậy là x nhân 1 phần 20 cộng y nhân 1 phần 30 nhỏ hơn hoặc bằng 7. Rồi, ok. Thế còn số tiền thì sao? Số tiền thì bây giờ cái lãi thu được là mình đặt nó là hàm fxy đi, vì nó phụ thuộc vào số đậu to và số đậu nhỏ mà. Thế cái lãi này là gì? X đậu to thì lãi 2.500 đồng,
Y đậu nhỏ thì lãi 2.000 đồng, đơn vị là Việt Nam đồng. Được không? Thế chốt lại chúng ta sẽ có cái gì? Vậy ta có hệ bất phương trình như sau. Chép vào đây nhá. Hệ bất phương trình đầu tiên là 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 100. Rồi 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng 120. X, y thuộc vào tự nhiên. Rồi gì nữa? 1 phần 20x cộng 1 phần 30y nhỏ hơn hoặc bằng 7. Rồi gì nữa? Đấy, ta có hệ bất phương trình này thôi đúng không? Đây, thầy viết chỗ này nhỏ nhỏ lại nhá. 1 phần 20 giờ. Để chúng ta không bị dính vào cái đoạn này. Thế và bây giờ hàm fxy của mình thầy viết lại ra đây là bằng 2.500 nhân với x cộng với 2.000 nhân với y, đơn vị là Việt Nam đồng. Việt Nam đồng. Để làm sao mà mình tìm ra fxy này, mình cần cái gì? Cần fxy là max. Thế thì cách giải cái hệ này với lại tìm giá trị max của hàm fxy chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta phải đi làm gì nào? Chúng ta sẽ phải đi vẽ cái hệ bất phương trình kia ra ở trên mặt phẳng tọa độ nhá. Bây giờ thầy xóa bớt cái phần dấu ria này đi để bài không cần nữa. Cần thì chúng ta tua lại video chúng ta xem là được. Chứ vừa rồi thầy chép cái đề mất bao nhiêu thời gian để cho cái bảng nó đẹp để giải quyết cái hệ kia nhá. Rồi bắt đầu. Cái thước dài của thầy nó đâu mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hệ này ra đây. Đấy, cái hệ này ra đây. Chúng ta sẽ vẽ tương đối to ra đây. Đây, góc O. Đây là trục X và đây là trục Y. Được không nào? Đầu tiên này, chúng ta sẽ phải xử lý là 0 nhỏ hơn bằng X nhỏ hơn hoặc bằng 100. Thế thì X là sẽ từ 0 đến 100. Vậy mình sẽ tính mỗi một cái này là 20 đi nhỉ. 20, 40, 60, 80, 100. Vậy thì cái đường X bằng 100 là cái đường thẳng đứng đi qua số 100. Đây chính là đường x bằng 100 nhá. Thế thì chúng ta sẽ phải vẽ x bằng 0 chính là trục OI. Và rồi chúng ta vẽ cái đường x bằng 100 thì là cái đường mà vuông góc với OX. Đấy, xong. Vẽ cái đường x bằng 100 và vẽ cái đường x bằng 0. Thế thì nó chạy từ 0 cho tới 100 có nghĩa là gì? Từ 0 tới 100 có nghĩa là cái miền ở giữa này này. Vậy thì tất cả những cái bên này chúng ta sẽ coi như chúng ta gạch đi. Nhá, gạch đi cho nó rõ ràng về cái hình ảnh. Đây, thầy vẽ cao cao lên tí gạch cho nó đẹp. Gạch đi. Gạch thưa ra cũng được cho nó đỡ xấu. Gạch dày quá nó xấu. Tiếp tục mình sẽ xử lý cái 0 nhỏ hơn bằng y nhỏ bằng 120. Vậy là mình đi vẽ cái gì? Vẽ y bằng 0 chính là trục OX. Y bằng 0 chính là trục OX. Rồi chúng ta đi vẽ y bằng 120. Đặc điểm của nó là gì? Là song song với OX. Cứ mỗi một đơn vị thầy tính là 20 nhá. 1 là 20 này, 40, 60, 80, 100, 120. Vậy nó sẽ là cái đường y bằng 120. Đây là đường y bằng 120. Thế thì nằm từ 0 cho tới 120. Từ 0 cho tới 120 tức là trong cái khoảng này thôi. Vậy tất cả cái trên này mình sẽ gạch đi. Đấy, tất cả dưới này mình sẽ gạch đi. Đấy. Tiếp tục này, mình sẽ phải xử lý cái gì? 1 phần 20x cộng 1 phần 30y nhỏ hơn hoặc bằng 7. Vậy chúng ta sẽ đi vẽ cái đường thẳng 1 phần 20x cộng 1 phần 30y bằng 7. Đó, chúng ta phải đi vẽ cái đường này. Thế vẽ đường này thì chúng ta sẽ
chọn những giá trị đặc biệt x, y để mình vẽ. Nếu như mình cho x ở đây là xem nào, bây giờ mình cho x bằng bao nhiêu cho nó đẹp nhỉ? X bằng 100 được không? X bằng 100 thì thay vào đây sẽ là 100 phần 20 thì ra 5. 5 mà bớt 7 thì còn 2, vậy y sẽ ra 60. Còn nếu mà mình chọn x bằng 100 thì ra 60. Hay mình chọn x bằng 0 được không? Nhưng x bằng 0 thì nó dài quá nhỉ. Thôi kệ, không sao. Bây giờ mình chọn y bằng 0 đi. Y bằng 0 cũng được đấy, y bằng 0 nhá. Thì thay vào đây là 0 rồi thì cái này phải bằng 7. Cái này bằng 7 thì x là bằng 140. Được, chốt vẽ hai điểm này đi. Vậy thì cái đường thẳng đó sẽ đi qua điểm M có tọa độ là 160 và điểm N có tọa độ là 140, 0. X bằng 100 và Y bằng 60. 100 và 60, 1, 2, 3. Đây, 100 và 60. X bằng 140 và Y bằng 0. 120, 140. Đây, đó. Như vậy nó sẽ là cái đường thẳng này. Rồi, ok. Đường thẳng này. Thế đường thẳng này sẽ là đường thẳng 1 phần 20x cộng 1 phần 30y bằng 7. Thế thì tiện thể mình lại cho cái đường thẳng này cắt vào cái đường y bằng 120 xem nào, để tìm cái giao điểm kia kìa. Cắt vào y bằng 120 thì mình mới thay vào là 1 phần 20 nhân x cộng 1 phần 30 nhân 120 bằng 7. Vậy 1 phần 20x cộng với 4 thôi bằng 7. Thì mình bớt đi còn 3 nhân 2 là x bằng 60. Vậy mình sẽ suy ra điểm ABC đi. À, O AB đi, điểm B của mình nhá, sẽ là 60 120. Đây, điểm B của thầy đây. Thầy sẽ ghi nhẹ nhẹ vào đây là B. Được không? Thế chỗ này là gốc O. À, O. Rồi, tạm tạm rồi. Thế thì việc tiếp theo của mình là gì? Mình phải kiểm tra xem sau khi mình vẽ đường thẳng thì mình sẽ lấy phần dưới hay là phần trên. Thì xem lại cái số dây. Ok. Rồi. Bây giờ mình mới kiểm tra này. Kiểm tra gốc O00. Gốc O00 thay vào 1 phần 20x cộng 1 phần 30y nhỏ hơn bằng 7 thì thỏa mãn. Vậy suy ra sẽ lấy phần có gốc O nhá, tức là mình sẽ lấy phần có gốc O. Trên gốc O thì mình sẽ gạch đi. Đấy. Vậy thì suy ra miền nghiệm của hệ là 1 2 3 4 5, ngũ giác O A B C D như hình vẽ. Thì đây là O, xong rồi đây là A B C, đây là D nhá, để đành phải viết chữ D vào đây. Vậy D như hình vẽ, được chưa? Bây giờ thầy lại phải xóa bên này thôi, chứ không thì không có chỗ mà viết nữa rồi. Với cái gì? Với O là 0,0, A là bao nhiêu? A là x bằng 0, y bằng 120, B là 60 120, C thì x là 100, y là 60. D thì x là 100, y là 0. Đó, chốt lại như vậy. Thế thì khi mà làm cái bài toán về tối ưu ấy, làm về mắc min của cái hàm hai ẩn xy này mà mình tìm ra cái miền nghiệm là một cái đa giác gì đó rồi, thì việc tiếp theo của mình là gì? Là đi tính hàm f tại O. Tức là mình lấy 0,0 mình thay vào đây này nhá. Thì lấy 2500 nhân với 0 cộng 2000 nhân với 0 thì ra 0.
Việt Nam đồng. Có nghĩa là mình làm không cái đậu này và không cái đậu kia, chả làm cái đậu nào cả thì lãi bằng bằng không. Ok. Rồi bây giờ mình tính F tại A là lấy 2.500 nhân với 0 cộng 2.000 nhân 120. Tức là mình làm không cái đậu to, 120 cái đậu nhỏ thì chỗ này mình sẽ lãi là 240.000 Việt Nam đồng. Nhá, 240.000. Đúng không ta? Đúng. Rồi, tính F FB thì là bằng 2.500 nhân với 60 cái đậu to, 2.000 nhân với 120 cái đậu nhỏ. Sao cái máy quay của thầy nó có tiếng tạch tạch. Rồi, ok. Thì ra là 6 đây là 150, 150 cộng 240 là ra 390.000 Việt Nam đồng. Rồi tính F của C là 2.500 nhân với 100 cái đậu to, 2.000 nhân với 60 cái đậu nhỏ, 120 cộng 250 là 370.000 Việt Nam đồng. Cuối cùng F của D là 2.500 nhân với 100 cái đậu to cộng với 0 cái đậu nhỏ. Thế thì lãi chỉ là 250.000 Việt Nam đồng. Cuối cùng thì sau khi quan sát chúng ta kết luận mắc nằm ở đâu? Đây.